待って、これ紐じゃん。ああ。ねえ。かわいい。手がね。Bác bỏ mẹ cháu, lấy thịt cho nè. Còn nè, bỏ vô luôn. Nhóc luôn kìa. Nó lô có khuyên cho mẹ gì, bỏ mẹ nó đi. Thôi đừng nướng cái kè nha. Cua rồi nè, hai cua rồi nè. Dạ, ức nói thiệt bà. Ông Aki nè mẹ. Ông Aki và bà cho ông đi chơi đi, chứ ông không có thì ăn uống gì. Kéo chị cái tê đó học ba bữa nay hả? Trời ơi, tưởng đâu phụ cạo giải ai ngờ ăn càng cua. Rồi, về Việt Nam là ăn gà vườn mệt nghỉ luôn. Sợ luôn á. Cái gì nóng đừng để gần em. Có gì cá lóc nướng chui nữa nè. Ơi nó cầm cái gì đi. Baby. Rồi. Sakana. Rồi. Tê nè. Rồi xong. Gì á? Cắn vô môi hả? Gần đau. Gần đau hả? Hai tay. Wow. Ăn bi, ăn nhiệt tình vô, mấy người này thiệt chứ. Baby tê. Sakana muốn. Có cani nữa kìa. Saki ni wa. Oyo sakana ya sai tabete ne. À. Ai ơi. Cá lóc nướng chui nè. Đồ ăn gì vậy Việt Nam ăn ngập mặt luôn. Ăn giết mệt thở dài luôn. Nè, Quynh này còn ăn ghê hơn nữa nè. Cạp tới cánh gà luôn. Dữ à, bà bì ra cho đèn luôn nè. Trời ơi. Bởi vì có quay đèn cho ra si cặp cánh gà nè. Ngon như ta. Chó mắt con, chó mắt con. À ơi. Bốn mấy năm chục tuổi rồi. Ngon như ta. Ra si ăn ngon như ta. Đây, mẹ giờ lột cá lóc nướng cho con rể nha. Rồi con biết con rể ăn không nha. Ăn để. Rồi. Rồi. Hàng tài cũng địa kìa. Gấp đôi. Ngày đó nó bán 1 tỷ mà không nghe hả? Rồi. Sao coi nè. Cái giấy tại bây giờ. Số nào có dư rồi nè. Cái giấy. Ok rồi. Ok rồi. Okay, okay. Hôn nè. Trời ơi. Nico tập rồi đó, tập tè Nico tập tè tại đó, xe coi có bao nhiêu, mẹ lọt cái lưng trống mẹ, xưa này tập về để bệnh, chóng à, hôm nay kéo chị cái tay nó làm máy không lạ miệng ngon chắc lạ miệng ngon Nico làm máy mắt ok ông nói đang ăn mỏi hoài. Thì người ta nó nóng. Qua đây. Mang cá lóc nướng. Mang cá lóc nướng nè. Qua ông ta mở cửa. Tao thế rồi, chưa mà đẹp. Gì giận
ai giận? Giận ai? Có đâu. Mẹ mở cửa kìa. Rồi rồi rồi, để mở ra ăn đi. Ai ai rồi tên? Ừ. Coi đây đi cười nè. Xích tê sao nào hôm nay xích tê. Trời ông ăn thật cạn thịt luôn á. Chấm vô trong ấy á. Bị nó chấm vô ăn mới ngon. Ai hậu? Bụng ghê quá. Dạ tôi giảm cân rồi. Sao? Mốt có đi rồi. Dẫn ăn bữa ơi. Gà gà ăn rau là xách tô lên ăn luôn à. Anh đi. Hay quá. Ăn chưa hết bạn? Ăn chưa? Nên đi. Nè, tàu rưu bây giờ nè, cứ rồi. Sơn là hôi si nè. Đây là đại ca đó. Đừng cứ gớ vô. Tao thấy nó sợ. Ừ. Đại ca đang im lặng thì để đại ca im lặng nha. Dám nói chuyện lớn luôn.